Nhận định bóng đá Southampton với Arsenal. 19 giờ 15 phút ngày 23 tháng 1, vòng 4 FA Cup, Arsenal hy vọng sẽ có thể vượt qua thử thách trên sân St. Mary khi họ phải làm khách trước Southampton ở vòng 4 Cup FA. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau chuỗi ngày chìm sâu trong thất vọng, Arsenal đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. 6 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 5 chiến thắng giúp tinh thần các cầu thủ Arsenal được cải thiện đáng kể, và hình bóng của một ông lớn đang dần trở lại với đội bóng thành London. 5 trận bất bại gần nhất ở ngoại hạng Anh giúp Arsenal lúc này đã leo lên xếp thứ 10, kém Chelsea đúng 2 điểm. Dẫu biết con đường trở lại cuộc đua dự cúp châu Âu vẫn còn rất gian nan, nhưng nếu tiếp tục trình diễn bộ mặt tích cực, có thể tin thầy trò Arteta sẽ sớm xuất hiện trở lại ở nhóm trên. Đó là câu chuyện ở ngoại hạng Anh. Còn tại đấu trường FA Cup, pháo thủ vẫn đang là đội đương kim vô địch và đương nhiên hướng tới việc bảo vệ danh hiệu mùa này. Chiến thắng vất vả ở vòng 3 chưa nói lên nhiều điều, và cuộc đấu với Southampton tới đây sẽ thực sự là một thử thách cho Aubameyang và đồng đội. Phía bên kia chiến tuyến, những chấn thương liên tiếp khiến Southampton đang phải chịu ảnh hưởng tiêu cực. 5 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh, đội bóng này chỉ có một chiến thắng và lúc này chỉ đang xếp ngay trên Arsenal trên bảng xếp hạng. Southampton rõ ràng là đang bất lợi hơn Arsenal trước cuộc đấu này, cả về phong độ lẫn con người. Dù cho họ có điểm tựa là sân nhà St. Mary, mục tiêu hàng đầu của thầy trò Ralf Hasenhüttl chắc chắn vẫn sẽ là đấu trường ngoại hạng Anh. Cộng với việc đội hình đang bị sức mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, rất có thể chủ nhà sẽ tung ra một đội hình nhiều cầu thủ trẻ ở trận đấu này. Dự đoán Southampton với Arsenal 2-3.